sao ánh hào quang là hào nhoáng hay nước mắt? Chị ghét nhất là cái da của chị. Vì? Vì chị là con lai. Em rất là sợ cái vinh quang nó không còn, em sẽ như thế nào? Ai ngôi sao tới đâu Xuân Lan cũng trị được hết. Có một thời gian Lý Hải đi học mai. Hãy lắng nghe những chia sẻ rất thật. 20 năm lần đầu tiên tôi phải đối diện với những câu hỏi tuyệt vời tới mức như vậy. Tất cả chỉ có tại Sao Ánh Hào Quang. Cô ta là một nữ danh ca sở hữu một diện mạo rạng ngời. Cô ta có một giọng hát gợi cảm đến mức có thể làm thiêu đốt biết bao nhiêu con tim đang yêu. Cô ta tráng lệ, lộng lẫy với những chiếc áo kiêu sa đài cát trên sân khấu. Cô ta có những mối tình đậm đà và đầy huyền ảo như những thước cine. Ấy vậy mà, với những số phận, những đau thương, những nỗi cô đơn trong cuộc đời, cô vẫn phải luôn luôn tự đối diện với nó một mình. Cô là ai? Tôi là Trấn Thành. Chào mừng các bạn đến với Sau Ánh Hào Quang. Đủ rồi, đứng thẳng lên em. Đúng rồi, cảm ơn em. Xin cảm ơn diễn viên Lâm Vĩ Dạ đã mang đến một phần mở đầu khá là ấn tượng để giới thiệu về nhân vật chính của Trấn Thành ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Hỡi Người Tình, một ca khúc mà nhân vật của tôi đã hát cách đây 25 năm. Xin chào đón nữ danh ca Thanh Hà. Chào Trấn Thành, Thanh Hà xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán thính giả. Trấn Thành đã nghe chị Thanh Hà hát rất là nhiều. Và bây giờ nghe lại bài Hỡi Người Tình mà cách đây 25 năm. Thì đúng là cái giọng lúc đấy non nớt, chưa vướng bụi đời. Và ngày hôm nay đứng ở đây là một Thanh Hà
dày dặn, đã vướng bụi đời. Dạ vâng, nó còn phủ nhiều lớp cát bụi sương gió trên đó nữa. Chị có nghĩ là mình sẽ chia sẻ với Trấn Thành thật lòng mình hết mức có thể không? Thanh Hà nghĩ là đã nhận lời sau ánh hào quang và đã đứng trên đây thì chị nghĩ là chị sẽ không giấu gì cả. Và cảm ơn chị. Chị hứa là em sẽ không thất vọng. Chỉ có mỗi một điều là cái gì nó cũng là con dao hai lưỡi. Biết nhiều quá cũng không tốt, nhưng mà là nghệ sĩ mà mình giấu nhiều quá thì cũng không tốt. Trấn Thành là người trao niềm tin, chứ Trấn Thành không phải là người xả dao. Thế là chị yên tâm nha. Cảm ơn chị đã nhận lời đến với chương trình. Và thưa quý vị, câu chuyện của nữ danh ca Thanh Hà sẽ được gửi đến chúng ta sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đừng chuyển kênh nhé. Xin mời chị. Chị ghét chị lắm. Chị ghét cái màu tóc này, chị ghét con mắt này, và chị ghét nhất là cái da của chị. Chị rất là tủi thân, và tại vì người ta không có chấp nhận mình. Trấn Thành, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Sau Ánh Hào Quang. Cho em hỏi là chị là lai như thế nào? Là bố hay là mẹ là người nước ngoài? Bố của chị gốc là người Đức. Và bố cũng đã lai rồi. Cũng nhờ là khi mà đi sang định cư tại Philippines mười mấy năm về trước thì chị cũng đã có cái may mắn gặp lại bà nội, nhưng mà bà nội cũng đã qua đời. Thì chị là một trong những người mà là vì tóc chị vàng, da chị trắng và mắt chị xanh đó, cho nên chị cũng được đi theo cái diện đó, gọi là diện con lai. Nhưng mà tại sao lại qua Philippines mà không phải là qua Mỹ? Trước khi sang Mỹ thì mình phải ghé Philippines 6 tháng. Thứ nhất là để học về cái văn hóa của nước Mỹ, và thứ hai cái chính vẫn là để học tiếng Mỹ. Cái thời đó là chị bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Em đi moi móc hết được những cái tấm hình còn trẻ của chị đây. Chúng ta nhìn trên màn hình, đây là những cái tấm ảnh mà ca sĩ Thanh Hà còn cái thời mà gọi là ăn chưa no, lo chưa tới, đợi anh quay về. Quý vị nhìn đây, tấm ảnh với ca sĩ Don Hồ hồi xưa. Mà chị trẻ chứ đẹp, thiệt là đẹp. Nghĩa là bây giờ không trẻ và già đó quý dạ vị. Dạ không. Kỳ ghê. Bây giờ thì chị thanh xuân hơn. Dạ vâng. Thế còn khi chị qua Mỹ, chị khởi nghiệp như thế nào? Đến Mỹ đó phải nói là thành phố đầu tiên mà chị đặt chân đến đó, thành phố Utica, New York, ngày 26 tháng 11. Nó buồn ơi là buồn, mà người Việt Nam thì có mấy người sống rải rác ở đó, và công việc làm ở đó là có mấy công việc đó thôi, và tất cả các bạn ở đó là đều làm những cái việc đó. Chị làm gì? Chị làm ở đằng sau nhà bếp của McDonald's nè, của Burger King nè. Sao chị làm quán ăn không vậy? Tại vì ở đó dễ xin việc làm nhất. Chị làm tổng cộng bao nhiêu nghề? 13 nghề. 13 nghề trước khi làm ca sĩ? Trước khi làm ca sĩ. Wow. Vậy cái thời gian đó, cái cách mà người Việt mình sinh sống ở bên kia đó, họ cực khổ, họ khó khăn như thế nào? Nói xa làm gì? Bây giờ nói bản thân chị. Bản thân chị đi. Thời đó người Việt là nếu mà các trẻ em lai thì có một số bạn có khả năng thì được đi học, còn không là hầu như 80-90% là nghỉ học đi làm. Bản thân của chị không có học nữa mà đi làm, bởi vì sao? Gia đình mình quá nghèo khổ. Cái lúc đó khó khăn như vậy thì thường một tháng ấy, trước khi làm ca sĩ trung bình chị kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Chị được 3 đồng 20 xu một giờ, mà thời đó là lớn lắm em. Nhưng mà cho em hỏi là sau đó có một cái ca sĩ nào hay một cái danh ca nào gặp gỡ chị để đưa chị vào con đường ca hát chuyên nghiệp hay không? Khi mà chị ở Utica, New York đó, thì cái khí hậu đó nó lạnh quá và chị bị suyễn nữa. Chị có một người bạn hàng xóm, cô đã ở Atlanta nhiều năm rồi, Atlanta, Georgia. Cô cứ bảo là Hà qua ở với Trang đi. Chị với mẹ chị đã để dành tiền và đi một chiếc xe bus đi hơn 24 tiếng. Để mà về Atlanta. Và những cái ngày đầu tiên là ở tạm ở nhà của Diễm Trang. Ngay cái đêm đầu tiên, Diễm Trang mới bảo là: ê, mày thích ca lắm phải không? Ở đây nó có một cái vũ trường, tao dẫn mày đi tới đó chơi. Thì ở trên sân khấu có một người đang đánh keyboard mà cứ nhìn xuống mình một cách chăm chăm. Mà khi nhận ra đó, anh ta đã từng đàn cho chị hát ở bên Atlanta.
là anh Huỳnh Nhật Tân. Đó. Không biết là to nhỏ với người chủ của cái vũ trường đó như thế nào, nhưng mà ngày hôm sau làm ca sĩ local liền quý vị ơi. Cái cảm giác nó sướng như thế nào á. Khi nào chị vào trong trung tâm? Khi mà chị hát đó được khoảng chừng vài tháng, có những cái chương trình lớn mà mời những cái ca sĩ thành danh ở hải ngoại về thành phố Atlanta, thì lúc nào chị cũng được hát lót, tức là hát mở đầu chương trình. Được đứng chung với anh Vũ Khanh, chị Kim Anh, Mùa Thu Lá Bay, anh Chế Linh. Nghe chị hát lần đầu xong, chính hai anh đã tới: "Em ơi, giọng em tốt quá. Trời ơi, em phải làm một cái đĩa CD ngay. Chị không có đẻ ra bằng một cái muỗng bạc. Bố chị, mẹ chị không ai trong nghề này cả. Thậm chí một người thân trong cái nghề này cũng không có." Thì mình nghe hai anh nó nói mình bảo: "Em á hả? Em mà cũng được hả?" Anh Chế Linh bảo: "Tại sao không được? Em nói sao vậy?" Thế là chị mới bảo: "Vậy thì anh giới thiệu cho em đi." Thì anh nói: "Ôi, thì được rồi, được rồi." Chị nhớ là một buổi trưa đó, chị có điện thoại ở nhà Ren và bảo là: "Chị nghe ạ, anh Chế Linh nói như vậy. Bây giờ nếu em thực sự muốn hát, em phải sang Cali, chứ em ở Atlanta thì chị có muốn giúp em cũng không được." Thì trong giai đoạn đó là chị đã bắt đầu đi làm cho một hãng contact lens. Mà Thành biết là chị đang làm mà sắp vào biên chế rồi, là có thăng chức rồi. Được mấy tháng nữa là sẽ có bảo hiểm, sẽ có mọi thứ hết. Rồi hay sao? Đấu tranh tư tưởng là đi hay ở? Không, nói láo em ơi. Chị nói láo với ông quản lý của chị. Chị nói là: "Ông ơi, ông cho tôi đi là bởi vì bà nội tôi bệnh nặng." Trời ơi. Tại vì bây giờ nếu mà mình nói thật mình đi là người ta đuổi mình sao? Mất cái quyền lợi nữa. Tại vì cái việc làm này là chị đã làm tốt lắm. Cũng lém lĩnh. Thế chị mua một cái vé máy bay, chị đi sang Cali. Thì chị nhớ là đi khoảng chừng một tuần. Tại vì không có đi hơn nhé, đi hơn là về bị mất việc. Chị đã đi thử giọng với nhạc sĩ Tùng Giang. Và sau đó đã thu chừng 3-4 bài. Mà theo như lời hứa là biểu chị mua vé máy bay, nhưng là chị sẽ cho chị lại cái tiền 278 đồng tiền vé máy bay. Nhưng mà thu xong cái rồi cái chị không trả tiền luôn. Không trả chị tiền. Chị cũng nói gì là chị sẽ tiếp tục nhận với mình đâu. Chuẩn bị đi về mà không có tiền luôn. Nghĩa là không còn cái gì. Không có tiền. Tự nhiên giống như kiểu mà mình cảm thấy mình chơi vơi, qua bên đây thu cho đã rồi không được cái gì hết. Thì trên đường đi bộ từ ở trong cái studio để đi ra đó, thì chị gặp anh Tiến Bắc. Anh Tiến Bắc là người chủ của một trung tâm. Anh gặp chị thì anh bảo: "Á, có phải em là em gái mà như vậy không?" "Ủa dạ, sao anh biết?" "Có, anh có nghe Trizy Phương Trinh nói qua." Trời đất ơi, sao chị nổi tiếng như thế? Không phải, là tại vì Trizy Phương Trinh là, như quý vị biết, là vợ cũ của nam ca sĩ Bằng Kiều, đã từng đến Atlanta hát và đã hát những cái show lớn mà chị hát lót, và Trizy đã chấm giọng của chị. Và Trizy là về kể cho Tiến Bắc nghe. Ông bảo: "Ủa sao cái mặt em mà buồn buồn méo méo như vậy?" Xong kể thật ra ông bảo: "Ồ vậy hả? Đi vào đây, vào phòng thâu lại. Em thâu thử cho anh mấy bài." Lấy những cái bài mà của chị Ngọc Lan, chị Khánh Hà ra. Mà em biết không, tủ hai thần tượng của mình luôn. Đúng, hai thần tượng. Không một bài nào mà chị không thuộc cả. Trời ơi. Chị hát hết. Hát xong, anh Tiến Bắc kêu ra: "Đây, anh trả tiền cho em. Mỗi một bài 100 đô. Sợ dĩ đó, những cái người này chị nhớ tên và nhớ năm tháng là bởi vì không có những người này không bao giờ có Thanh Hà. Chị nói thật với Thành là lúc khi còn rất nhỏ chị ghét chị lắm. Vì chị ghét cái màu tóc này, chị ghét con mắt này, và chị ghét nhất là cái da của chị. Bởi vì những cái điều đó làm cho chị rất là tủi thân và khác xa với tất cả bạn khác. Khác thì đã sao chứ? Sao cho em? Tại vì người ta không có chấp nhận mình. Ai? Bạn bè cùng lứa tuổi và thậm chí người lớn nữa. Rồi đi hát thì càng lớn chị mới bắt đầu yêu thích Thanh Hà. Mới thương yêu lại chính bản thân mình hơn. Bây giờ trở lại đây thì thưa quý vị, một Thanh Hà ngồi ở đây
với sự thành danh trong sự nghiệp. Khi chị trở về Việt Nam cũng được rất là nhiều khán giả chào đón và yêu thích cái giọng hát của chị qua những cái bài nhạc tình, đặc biệt là những tình khúc. Rồi về Việt Nam thì chị không có hát nhạc dành cho lứa tuổi của chị nữa, mà lại chuyển sang một dòng nhạc mới, nhạc trẻ. Mà tôi thấy là cái điều này nó đặc biệt nè, là cái giọng chị hồi trẻ thì lại đi hát nhạc già, bây giờ cái giọng nó đủ mặn mà thì lại đi hát nhạc trẻ. Mà ấy vậy mà thưa quý vị, cái nhạc trẻ mà chị hát mang hơi hướng là trẻ thôi, nhưng thực sự ra đó là cái loại nhạc mà tôi dùng cái từ riêng cho nó là nhạc thất tình. Toàn là mấy cái bài nghe là buông xuôi, không còn dám nghĩ tới chuyện tương lai hạnh phúc nữa. Bởi vì ai mà phải tận cùng trong đau khổ của tình yêu thì mới nghe được những cái bài đó, nó mới thấm. Thưa quý vị, một Thanh Hà hoàn toàn mới, mang những trải nghiệm trong đời mình gửi gắm vào những cái ca khúc. Bây giờ tôi mời quý vị gặp gỡ một nhân vật. Đây là cái người quản lý của ca sĩ Thanh Hà hiện nay tại Việt Nam. Xin giới thiệu quý vị, MC Anh Khoa. Dễ sợ luôn á. Thưa quý vị, giới thiệu sơ một tí. Là anh Khoa này, anh ngoài là MC ra thì anh cũng là quản lý của một số những ca sĩ. Và cái người mà tôi biết mà hiện nay là top nhất á, là anh là quản lý cũ của ca sĩ Thu Minh. Chị về Việt Nam, cái cơ duyên gì chị gặp anh Khoa để hai người hợp tác với nhau? Khoa được một cái may mắn nhiều năm về trước á, là mình có một talk show riêng của mình. Và mình được phỏng vấn rất là nhiều những người nổi tiếng. Thì bắt đầu cái dòng chảy ngược trở về cội nguồn, đã mang những người con xa xứ quay trở về. Thì một cái may mắn của Khoa là khoảng hơn 7 năm trước, mình là người được ngồi nói chuyện talk show như thế này đầu tiên với lại nữ danh ca Thanh Hà khi mà chị trở về quê hương. Thế là hai chị em đã gặp nhau từ lúc rồi, đó. Bây giờ thành quản lý luôn. Theo anh Khoa thì cái kế hoạch sắp tới mà chị Thanh Hà chị sẽ thực hiện là gì? Chị Hà với Khoa đang chuẩn bị một cái album mới với những cái sáng tác mới như là của Vương Anh Tú, như là của Trương Lê Sơn, rất là nhiều. Và bên cạnh cái album đó thì chị em chúng tôi cũng đã có vào studio để mà vừa quay hình live, ban nhạc chơi band live và thu live luôn, và chị Hà hát, để mà chúng tôi đã làm hơn được nửa chặng đường rồi. Có nghĩa là một cái album có rất nhiều bài nhạc trẻ, nhạc trẻ mà được đánh live và thu live giống như hồi xưa đó. Bây giờ thưa quý vị biết là kỹ thuật phòng thu là mình để nhạc beat sẵn rồi ca sĩ vào phòng thu, thu sai thì được chỉnh lại bằng máy. Nhưng mà thu theo kiểu mộc như của chị Thanh Hà đó là đánh live, hát live liền tại chỗ, ai trật làm lại từ đầu. Đúng rồi. Đấy, mà cái bí mật nữa là thôi cho chị nói đi ha. Dạ. Tại vì chị cũng nóng lòng lắm là nhất định là sang năm sẽ có một cái live show Thanh Hà. Mà chị có học hát không vậy, em hỏi thiệt á. Nói thật, cái giọng này là giọng gọi là trời cho hay là giọng trò chơi? Trời cho và cũng là trò chơi. Uh-huh. Như là Thanh Lam nhé, Mỹ Linh, Hồng Nhung, cái thế hệ đó là nếu mà nói tuổi nghề và tuổi đời ngang ngửa với chị, nhưng người ta có đào tạo trong trường lớp và người ta được cô giáo đóng cho một cái mộc. Bản thân chị chưa bao giờ được vào trường để học như các bạn đó. Nhưng cái kinh nghiệm và chị đã hát nhiều năm và chị nghe rất là nhiều, mà cái mộc của chị được đóng là khán giả đã chấp nhận đóng cho chị một cái dấu và nhận chị là ca sĩ. Nói ra mày tin, tại vì nghe cái giọng thì người ta nghĩ là học hành dữ lắm. Chị học trên cái trường đời và trên cái sự trải nghiệm của nhiều năm, và mình nghe cũng là học đó, mình học lắm. Vâng, như vậy là từ đây về sau thì sẽ có anh Khoa o bế cho Thanh Hà nhé. Là biết đâu năm sau sẽ là một cái live show lớn. Đấy, là hôm đó là sẽ có Trấn Thành ngồi ngay hàng đầu để ngồi nghe. Không phải. Em phải hát với chị một bài phải chứ. Phải hát, vì chị Hà có nói rất là lâu rồi. À, vậy hả? Là khi mà chị em đi có dịp đi ăn uống nói chuyện lúc mà trước khi anh làm cho chị Hà nữa. Hà nói là như có một cái lời hứa với Thành, phải mời Thành trở thành khách mời. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Không, cảm ơn, mẹ có nhận lời hay không kìa, chứ em ok rồi cái. Trời ơi, nói thật với quý vị, Thanh Hà là idol của Trấn Thành. Thần tượng, phải nói lớn nhất là chị Khánh Hà, là cũng là thần tượng của chị Thanh Hà luôn. Đó là em ruột của ca sĩ Tuấn Ngọc. Sau chị Khánh Hà là chị Thanh Hà.
là cái người mà Trấn Thành nghe mà Thành mê chị hát nhạc trẻ hơn cái dòng nhạc xưa luôn. Là tại vì chị Thanh Hà chị hát nhạc trẻ đó, nó mặn mà nó đàn bà dễ sợ lắm. Thưa quý vị, phụ nữ hát nhạc trẻ thì chỉ đơn giản là phụ nữ, chứ đàn bà hát nhạc trẻ nó mới đàn bà, nó mới đậm, nghe nó mới phê. Rồi cái người thứ ba nữa là chị Trần Thu Hà. Đây là ba cái người tên Hà mà em cực kỳ mê. Dạo gần đây cũng mê thêm một bà Hà nữa, là bà Hà, Hồ Ngọc Hà. Cái này nói thiệt, tôi thấy Hồ Ngọc Hà hát càng ngày càng hay và càng ngày càng biến hóa trong cái cách hát và bài hát của mình. Nếu như Trấn Thành có tiền, tôi sẽ là cái người đầu tư vô một cái show được mang tên là The Hà's. Dễ thương. Tôi sẽ mời bốn cái bà Hà này hát chung với nhau. Wow, ý tưởng hay ha Thành hả? Nhớ đừng có mời ông nào tên Bá vô đánh nhạc nghe chưa. Rồi, ok. Xin được cảm ơn anh Khoa đã đến đây chia sẻ nhiều thông tin thú vị về chị Thanh Hà và cũng như những dự án sắp tới. Và bây giờ thì thôi, để cho như là một lời hứa nho nhỏ thì hai chị em mình lên sân khấu hát nhẹ một đoạn đi. Ê, hôm nay mình xong ca mình làm liền tại chỗ vậy đó hả em? Nói cho anh vì sao em bỗng rời đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu giấu. Anh có lỗi lầm không có em, anh sống xa. Và thưa quý vị, những nốt nhạc lung linh vừa rồi chỉ là một tiền đề rất là đẹp cho những câu chuyện về sóng gió tình trường mà chúng tôi sắp kể quý vị nghe sau đây. Chúng tôi mời quý vị và các bạn nghỉ lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin được chuyển kênh nhé. Nói chung anh là một người giàu có, ảnh đã propose Thanh Hà với 5 cara. Cái điều gì đã làm cho hai người không còn ở với nhau nữa? Và những cái thời gian quan trọng nhất nên ở nhà thì mình lại đam mê đi hát. Chị nghĩ sống bản năng như chị nó có tốt? Tôi là Trấn Thành, quý vị và các bạn đang trở lại với Sau Ánh Hào Quang. Đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng mà chị vẫn vướng phải rất là nhiều những cái thất bại trong tình yêu. Và như Trấn Thành được biết là đã 2 lần chị thất bại trong hôn nhân. Ngày trước khi còn trẻ, chị là người yêu như thế nào? Chị yêu một cách rất là cuồng nhiệt, không có lo sợ và không có nghĩ đến ngày mai. Cứ yêu cái đã và chị đã cho tất cả. Người tình đầu tiên của chị như thế nào? Là một người nhạc sĩ nghèo. Anh cũng chơi nhạc trong cái ban nhạc mà chị hát. Chị có vẻ có hứng thú với những người làm nhạc công không? Tại vì họ có cùng cái gu âm nhạc với mình. Vâng, và thực sự ra lúc đó mình trẻ, mình không có tự tin. Và mình chỉ thấy cái người đó đam mê giống như mình. Và khi mình biết người ta thích mình và mình có thích người ta thì chị thấy tự tin hơn và muốn gần gũi với những người đó hơn. Bởi vì
cả cái quá khứ từ nhỏ tới lớn, chị chưa bao giờ tự tin. Vì sao chị không tự tin? Vì chị là con lai. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có thể nói là định kiến xã hội và một số những cái cách cư xử thì nó làm cho chị mất đi cái niềm tin. Nhưng mà khi chị đã qua Mỹ, nó là cái nơi mà chị có thể vẫy vùng, tại sao chị vẫn không tự tin? Khi từ rất nhỏ mà nó như là rễ nó mọc ở trong người mình rồi. Mình muốn bứt nó đi là mình phải bứt từng cọng rễ một. Nó rất là khó. Thế cái người đàn ông đó ở với chị trong thời gian bao lâu? Quen nhau cũng được 8-9 tháng gì đó. Vì sao hai người chia tay? Anh đó khi mà giận dữ lên thì cái cách nói chuyện với chị bị sợ. Không cảm thấy được sự tôn trọng đúng không? Khi nào chị bắt đầu cái mối hôn nhân đầu tiên? Khi mà chị 28 tuổi và gặp Andy Ho là bố của Isabella. Anh là một người rất tình cảm, anh làm địa ốc. Nói chung anh là một người giàu có. Chị không biết ảnh là người giàu có là bởi vì ngay từ cái ngày đầu khi mà anh đi tán tỉnh và theo chị đó, ảnh đã lái xe 7-8 tiếng thay vì ảnh có thể đi máy bay để mà đến cái chỗ chị hát. Ảnh mua cho chị một miếng pizza mà ở ngoài đường nữa. Một cái miếng pizza có $1.50 thôi à. Làm sao mình có thể người này có thể có tiền được. Và hai đứa đã ngồi ngoài lề đường và ảnh có hỏi đến mơ ước của chị. Chị thích cái gì và chị muốn cái gì. Thanh Hà rất là thích hột xoàn. Đây anh thấy không, em đi hát nhiều năm, em có một cara rồi. Em phải có 5 cara em mới thoải mái. Chưa đến một năm quen với nhau, ảnh đã propose Thanh Hà với 5 cara. Tặng một cái nhẫn 5 cara. Và hỏi Thanh Hà làm đám cưới với Andy. Thanh Hà đang mê ước một cái gia đình rất là lớn, có rất là nhiều người bởi vì mình không có. Nhìn gia đình của Andy, mọi người yêu thương nhau, thành công, có bố, có mẹ, có cháu, 32 đứa cháu. Và đang rất yêu Andy nữa. Cho nên là không có ngần ngại lấy liền. Cái điều gì đã làm cho hai người không còn ở với nhau nữa? Lỗi là do chị. Bởi vì chị tham lam quá, chị vừa muốn có gia đình, có con mà vừa muốn làm Thanh Hà nữa. Và những cái thời gian quan trọng nhất, chẳng hạn như ngày lễ, nên ở nhà, thì mình lại đam mê đi hát. Tình yêu, cái người đó có thể yêu mình nhất, nhưng mà Thanh Hà thấy là người đó có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Còn âm nhạc, chưa bao giờ rời bỏ Thanh Hà cả. Thanh Hà đã chọn âm nhạc và có lỗi với gia đình. Ngay cái lúc mà hai người chia tay, anh ta có thông cảm hay không? Thanh Hà với Andy bây giờ là một người bạn rất tốt. Như là tri kỷ với nhau. Vâng. Anh chỉ nói bằng tiếng Mỹ, nhưng mà chị dịch ra là nghe nó hơi thô tục một chút. Em là con đàn bà ngu nhất thế giới. Ngu nhất thế giới. Đại khái như là tôi đã cho cô quá nhiều. Đáng lẽ em chỉ cần ở yên trên đó và hưởng hạnh phúc. Nhưng em lại còn muốn thêm nữa. Sau nhiều năm chia tay rồi, Andy có nói là em có biết là em bị lậm rồi, em mê hát tới mức em thiếu là em cảm thấy em giống như bị nghiện. Là bị nghiện rồi đó. Trấn Thành thấy khi chị cầm micro, lúc đó chị là Thanh Hà nhất. Thật sự nó là như vậy. Có những cái khó nói nhỉ. Ai nghĩ sao về mình cũng được, đánh giá sao về mình cũng được, miễn là tôi có cái mic trong tay, tôi có băng nhạc đứng đây hỗ trợ cho tôi và tôi chỉ được hát. Rõ ràng là mỗi một người có một cái lý tưởng để sống. Chị có bao giờ kể xấu về bố cho con nghe không? Hay là chị để nó thần tượng bố nó? Nhắc đến bố của Bella thì chị luôn luôn nói là mẹ rất là yêu bố của con, nhưng mà vì tánh tình không hợp với nhau và mẹ chia tay, mà mẹ biết là khi nào con lớn khôn, con có bạn trai đi rồi con sẽ hiểu. Thế Bella là người như thế nào? Bella là một mini Thanh Hà. Có nghĩa là nó vẫn có cái gai góc, cái gan lì của chị. Và vẫn ướt át, vẫn tình cảm. Có phải là quá thiệt thòi không? Nếu như mình cũng sống quá bản năng như vậy, để cho con mình cũng không có một gia đình trọn vẹn như mình. Chị quyết định là ly dị bố của Bella là chị đã có lỗi với Bella rồi. Lúc đó bé mấy tuổi? 17 tháng. Vì chị thấy mình có lỗi với con, cho nên là chị làm tất cả và tạo tất cả các điều kiện
để hai bố con có thể gặp nhau. Ví dụ như ông ở Texas, chị ở Cali, mẹ chị ẵm con chị qua Texas cho ông thăm đó, thì ông nhớ quá và ông đặt tự ý sửa cái vé máy bay lại để cho nó ở thêm vài ngày mà không nói cho mình biết. Chị nghĩ sống bản năng như chị nó có tốt không? Tốt chứ, mình sống thật mà. Em đang rất là hy vọng chị sẽ trả lời câu hỏi. Mình sống thật mà. Thanh Hà chưa bao giờ là người sống sai với bản tính của chính cá nhân mình. Và thưa quý vị, với một cái người phụ nữ cá tính và nồng nàn như vậy, chưa bao giờ chị quên và mất niềm tin về tình yêu. Đó là lý do vì sao hiện tại chị vẫn yêu. Chị vẫn có một người yêu, anh ta còn rất trẻ. Và người đàn ông trẻ này sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao. Anh có thể ngăn nắp tới mức mà đang cái lúc mà hai đứa mình đang cao trào mà anh cũng đi dọn đồ là sao? Tôi không tin là trên đời này là có một mối tình bê bối đến như vậy. Quay. Đây là tắt nhạc. Oh my God, Roland, don't do this. Oh, you scare me. Tôi là Trấn Thành và quý vị đang trở lại với Sau Ánh Hào Quang. Thưa quý vị, lắng nghe ca sĩ Thanh Hà chia sẻ về những mối tình đã qua, về những đổ vỡ trong tình yêu, thì ngày hôm nay ai là người may mắn đang sở hữu được cái nhiệm kỳ đẹp nhất trong khoảng thời gian mà Thanh Hà đang được gọi là cô gái độc thân? Thưa quý vị, anh ta là một nhạc công, anh ta là một người phối nhạc, hòa âm, phối khí, anh ta lãng tử, anh ta giàu cảm xúc. Và xin mời quý vị gặp gỡ khách mời mới nhất của Trấn Thành, đó là anh Roland. Rất là vui được gặp Roland trong show. Yes. Được biết đây là cái show thực tế đầu tiên mà Roland đồng ý tham gia trên truyền hình cùng với Thanh Hà, đúng không? That's correct, yes. Uh-huh. Cái điều gì giúp cho Roland muốn tham gia chương trình? Oh, definitely just to talk more about you. Mainly what the meaning is behind the show, showing the grassroots legendary. Và thưa quý vị, sẽ có nhiều điều thú vị từ anh chàng này, tại vì tôi cũng có quen biết ảnh. Tôi biết ảnh là cái người rất là lãng mạn, rất là nhiều chiêu trò và rất là tỉ mỉ trong cái cách chăm sóc cái người phụ nữ của mình. Tỉ mỉ đến một mức khó có thể tưởng tượng được. Và cái điều đó sẽ được tái hiện lại ngay trên sân khấu của Sau Ánh Hào Quang ngay bây giờ, với sự diễn xuất của Lâm Vĩ Dạ trong vai Thanh Hà và Trương Thế Vinh trong vai Roland. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện trong phòng ngủ của Thanh Hà. Khoan đã, cái gì vậy? Cái chỗ này đâu phải chỗ để khăn đâu em. Đợi chút xíu nha. Em đợi được. Kìa, để tạm đi. Rồi. Ghê quá. Sao ghê? Nhìn anh giống Robinson lạc trên đảo quang quá hả? Look like Robin Hood. Mệt quá à. Đây đâu phải cái lúc mà em hả phán xét anh đâu. Bây giờ chuyện gì đến phải đến thôi. Ây da. Gì vậy anh? Em, cái này mình đâu để đây được. Gõ gàng vô giùm anh cái đi. Trời ơi. Thì để đại nó đâu đi. Để anh dọn chút xíu đi, rồi mình tiếp tục ha. Sao mất hứng vậy? Xíu nữa mà dọn cũng được mà. Không được. Tính anh á, em biết rồi. Cái gì nó phải đâu vào đấy, chứ không thể nào mà nó cứ tùm lum tùm la vậy được. Để anh dọn cho, không sao hết. Dạ. Hôn cái nè.
Đợi chút xíu nha, anh vô trong anh cất đồ cái. Để đại đây đi anh ơi, đang cao trào quá mà đi đâu vậy? Lát anh vô sẽ lại tiếp tục cao trào, đợi chút. Alo, bà Duyên hả bà Duyên? Trời ơi, chết rồi, lại sai nữa rồi Duyên ơi. Trời ơi, hai lần lầm lỡ kia là đã kén cá chọn canh nữa rồi. Bây giờ trời ơi, hốt ngay một cái thằng đàn bà. Em nói thằng đàn bà rồi. Em nói anh là một cái người đàn ông rất là yêu đàn bà. Dạ. Trời ơi, thấy chưa Duyên ơi, không có đàn ông nào mà rình nghe điện thoại của phụ nữ trơn á trời á. Trời ơi, chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ổng ngăn nắp kiểu kỳ cục lắm, nhiều khi đang cái khúc cao trào hừng hực gì mà cũng có thể đi xếp đồ nữa. Đó, đàn ông gì kỳ quá à. Với lại thêm một cái tật nữa nè, đàn ông gì mà tính toán chi li quá. Biết dụ gì không? Hôm bữa là nó dắt đi shopping, ta thích đôi giày đó thì mua đôi giày đó cho người ta đi. Không, 1-2 không cho mua. Không biết nữa mà cái điều bực nhất ở đây là cái tiền đó là tiền của tôi, hiểu không? Cái tiền của tôi muốn xài sao tôi xài chứ tự nhiên bây giờ không cho tôi mua làm sao? Bực bội lắm cơ. Bây giờ tôi không biết như thế nào, chắc tôi chia tay quá, chịu hết nổi rồi. Ừ, bực mình quá. Tôi chia tay. Mai gọi nha Duyên nha. Honey. Anh thật sự không hiểu là tới bây giờ em vẫn còn bực anh cái chuyện đôi giày nè. Anh nghĩ anh đang làm những cái chuyện đó cho em mà. Thôi bây giờ anh lỡ anh nghe rồi, thôi bây giờ em nói đại cho anh nghe, anh nói quịch toẹt cho anh biết luôn nè. Em rất là bực. Tại sao anh lại cản em vậy? Em là ca sĩ mà em thích được ăn mặc đẹp mà sao anh lại cản em vậy? Chỉ đơn giản bởi vì em đã có 5 đôi giày cùng một kiểu, chỉ khác màu thôi, em mua thêm đôi thứ 6 làm cái gì? Nó khác màu là nó đã khác rồi đó anh. Với anh cái chuyện đó không cần thiết. Và anh nghĩ là em cần một người cản lại những cái chuyện này, để em tiết kiệm cái khoản tiền đó cho mai này của em. Anh ơi, anh nên nhớ giùm em, đó là tiền của em, ok? Và anh không có ý định đụng tới nó. Chứ làm gì cản chi vậy? Cho em. Cho em làm gì, em đâu cần. Lỡ anh... sau này em bị cái gì trái gió trở trời rồi có cái tiền mình lo chứ. Anh trù em luôn hả? No. Ủa, nhạc công gì vô duyên vậy? Sao nỡ làm nào trù người yêu mình vậy? Anh không có trù, anh chỉ lo xa chút xíu thôi. Ok, bây giờ cho cái chuyện đó của anh là đúng đi. Ê, đó, thì bây giờ cái chuyện này là nó hơi phản khoa học nè. Tại sao một người với một cái ngoại hình có vẻ bồm sờm bê bối như anh mà cái tính tình lại ngăn nắp quá như vậy vậy? Anh có thể ngăn nắp tới mức mà đang cái lúc mà hai đứa mình đang cao trào mà anh cũng đi dọn đồ là sao? Em rất sexy, em rất đẹp, em hiểu không? Nhưng mà nhìn cái thấy cái cảnh mà nó bê bối vậy anh bị tụt mút. Anh mặc kệ nó đi, bây giờ khi nào mình xong rồi anh muốn làm gì anh làm chứ. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy nó anh không có hứng, giờ làm sao? Em cứ để anh dọn dẹp. Thôi đừng nói gì nữa hết. Nói chung trong mắt em anh là một thằng đàn bà. Thằng đàn ông chứ sao thằng đàn bà? Search Google đi. Là có nghĩa là một thằng đàn ông có tính đàn bà hả? Sorry em, anh nghĩ là anh đang bị tổn thương. Bởi vì em cảm thấy nó đúng với anh mà. Anh nghĩ đi, không có một người đàn ông nào mà suốt ngày cứ tỉ mỉ, cứ chăm chút từng cái quần, từng cái áo, dọn dẹp cái này, dọn dẹp cái kia. Em thích đàn ông là phải bê bối một chút xíu mới dễ sống, anh hiểu không? Ok, bây giờ anh là người thích dọn dẹp, anh phải gặp một cái người thích bày bừa thì anh mới chịu được, em ok. Chứ nếu mà ai cũng ngăn nắp thì anh có gì để anh dọn đâu. Yeah. Hai đứa mình không hợp nhau đâu, chia tay đi. Em nói cái từ chia tay nó cũng đáng yêu nữa, tại sao vậy chứ? Em thích một người đàn ông bê bối chút xíu, anh làm được không? Đó, đúng rồi. Tất nhiên là phải được rồi. Lát anh dọn được mà. Em muốn cái gì cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh thôi, ok? Không hợp nhau đâu, chia tay đi.
Em đừng có nói chia tay nữa. Lần thứ mấy rồi cưng? Thứ hơn 1000 rồi cưng. Em càng nói anh càng yêu em, anh càng muốn hôn em. Trời ơi, anh điên rồi, buông ra. Không có điên. Tôi không tin là trên đời này lại có một mối tình bê bối đến như vậy. Roland. Yes. Ở đâu ra cái thói mà dọn dẹp trong lúc đang mặn nồng vậy? No, cái đó là người ta làm quá, cái đâu phải như vậy đâu. Cái kịch hồi nãy là nói thêm thôi. Thực sự mà nói là Roland nó giống như là một người lính vậy đó. Kỷ luật. Rất là ngăn nắp, sạch sẽ và đâu vào đấy. Tới mức độ Thanh Hà rất là khó chịu. Bây giờ tôi hỏi thiệt rồi. Roland là Roland nhìn ở trong đó đó, thấy được khoảng bao nhiêu phần trăm là đúng sự thật? About 25. 25% thôi. Qua 25. Rồi. Nhưng mà tôi tin chắc là chị Thanh Hà lại thấy nhiều hơn. 70. Yeah, thấy chưa? Dạ. Yeah. Là hồi xưa là định chia tay ổng vì chỉ vì một cái chuyện là quá. Tại vì ổng cái chị để đó, nhiều khi ổng dẹp á, chị tìm không ra nữa. Mình tìm không ra rồi mình hỏi ổng, ổng cũng tìm ra luôn. Quý vị ơi, cái vé mà đi xem cine lần đầu ổng bây giờ cũng còn giữ nữa. Bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi đó. Excuse me, Roland. How old are you? 35 năm. 35 tuổi. 35 năm là 35 tuổi đó. 35 tuổi. Tôi có nghĩ 35 năm trước bạn 35 tuổi. Không có ai tin là một cái ông có 35 tuổi mà lại sống một cách lãng mạn và hoài niệm. Người này rất ư là romantic. Yeah. Tới giờ này mà thỉnh thoảng Roland vẫn còn nhắn tin flirting. Có nghĩa là nhắn tin gọi là tán tỉnh Thanh Hà. Vẫn còn tán tỉnh. Tại sao Roland lại làm như vậy? Well, it was more of that her personality actually brought that out for me. Đâu có đâu, chị đàng hoàng lắm em. Chị đàng hoàng lắm hả? Chị đàng hoàng thì không ai muốn tán tỉnh theo kiểu đó như vậy nha. Ok. Roland yêu Thanh Hà nhất ở cái điểm nào? What made me love her the most is pretty much she's, even though she's considered this famous singer, famous entertainer, but she is very grounded, down to earth, and has a big heart. Oh, thanks, Beth. Thank you. Okay. When you first met, you together. About 12 years ago. Ở đâu? Up in San Jose, California. She đang hát của bầu show. Bầu show. Và at that time, Roland làm âm thanh. Âm thanh. Của bầu show. Uh-huh. And, của cái show đó. Cái show, okay. And then, the first time I heard her sing, mm-hmm. she tried out Woman in Love. And that just hit me right there. Killing You Softly. Yes. There you go. Lúc đó Roland qua tán tỉnh trực tiếp hả? No, I actually went through my manager. Asked my manager to ask her if possible if we can sing together. Uh-huh. Hùng gọi cho Hà. Hùng nói là Hà ơi, Hà, Roland nó thích bà quá rồi bây giờ nó muốn hát với bà. Thì nó nói nó học tiếng Việt đây là hát với tôi. Chứ mình Việt Nam mà. Mình muốn hát với tôi là phải hát cái ngôn ngữ của tôi. Lúc đó chị ba chảnh mà đúng không? Yeah. Ai biểu đi chị ba? Mình chỉ nói chơi thôi. Để làm thiệt luôn. Oh. I said, yeah. Và bài đầu tiên là bài Dẫu có lỗi lầm. Oh. Bây giờ muốn nghe lại một lần nữa version Dẫu có lỗi lầm, hai người hát thử nhé, hát chai một ở đây nhé. Sure. Okay, right now. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Hà nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm, không có
xôn xao. Anh dừng tan một ngày như đã trôi xa. Xa. Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, không có anh gần bên em. Và bầu trời đen nhan sắc hoa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho. Anh có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao em. Trời, lâu quá không hát. Lâu quá không it's hát kìa. So romantic. But just something about her, like you said earlier, cái cảm xúc just really touches me when I hear her voice. Mm-hmm. And that's what really made me, well, besides, you know, her beauty, but definitely. Dễ sợ quá. Phải có sắc đẹp nữa chứ. Nói thật với Thanh Hà nhá, một trong những cái điều mà giữ được đàn ông lâu nhất là ở trong phòng với ổng. À không, Thanh Hà giữ Roland là tại vì nấu ăn cho Roland. Ồ vậy hả? Quý vị phải biết thức ăn Việt Nam mình rất là phong phú và rất rất là nhiều món ngon. Yeah. Ông mê tới cái mức độ mà ông biết quán phở nào ở đâu ngon. Ông ăn phở như vậy nha, mang tô phở ra, ông không bỏ tương, không bỏ gì vào hết. Ông lấy cái muỗng, ông ngửi xong ông húp nước phở trước và ông biết là ở đâu ít bột ngọt, ở đâu ngon và ở đâu dở. Ồ. Oh. Yeah. Và đến mức độ xong ông nói là Hà ơi, tại sao thức ăn Việt Nam nó ngon tới như vậy mà con gái Việt Nam. Đẹp nữa. Hết hồn. Nè, ở đâu ra cái loại ngữ pháp đó vậy hả? À, phở Việt Nam nó ngon đến như vậy mà thì tưởng ở con gái Việt Nam tôi chắc chết rồi, thì tưởng mà con gái Việt Nam làm sao mà gái Việt Nam đẹp vậy, trời đất ơi gì kìa vậy. Tại vì chị phải nói nguyên văn, ổng nói tiếng Việt nó ngọng á, ổng chậm á, ổng cứ đợi ổng phải, ổng nói xong ổng phải tìm cái từ ngữ ổng sắp vào. Cái ngữ pháp của ổng lạ quá. Biết rồi. Đấy, biết rồi. Biết rồi. Cái câu chuyện tình này nó quá là thú vị. Chị Thanh Hà ơi, yêu một người 10 năm mà người này trẻ hơn chị nhiều, áp lực của chị là gì? Là chị ngại với đứa con của mình. Con chị khi mà lần đầu tiên gặp Roland đó, là lúc đó Isabella khoảng chừng 8 tuổi. Chị đã giấu, Bella không có cho biết. Đến một ngày kia thì trên xe Roland đưa tay qua nắm tay Thanh Hà. Thế là nhỏ con gái nó la lên: trời ơi, sao ông nắm tay má tôi? Thì mình nói rằng trời, nắm tay chứ có gì đâu, kinh khủng dữ vậy, con làm gì mà la dữ vậy. Nhưng mà bởi vì cháu trong đầu nghĩ là chú là bạn, bạn thì đâu có nắm tay. Đúng rồi. Đó. Thế nào thấy cũng chẳng có gì sai trái quý vị ạ. À. Không có gì là sai trái. Tình yêu mà. Tình yêu chưa bao giờ là sai. Cái tuổi tác, nhất là bây giờ với cái thời đại nữa, nó không có kinh hoàng nữa. 72 còn lấy 27 được mà. May quá. Ngay cái thời điểm mà bé nó gặp Roland á, chị làm sao để thuyết phục nó chấp nhận Roland là cái người yêu của mình? Thực sự con gái của chị là người khuyến khích chị nên gặp bạn trai, mặc dù là giấu hết. Mãi đến khi mà đã quen với Roland cũng được một năm đó, cháu mới biết, chứ thực sự ra là khi nó biết phản ứng nó như thế nào? Cháu rất là vui mừng. Những lúc mà Roland làm hòa âm, làm bài phối cho những ca sĩ khác và thu thanh, hoặc là làm những cái bài hát mới á, thì mấy chị đó có cơ hội để được nghe nhạc. Và ông cứ đem mấy bà vô trong phòng thâu hát đi thử lại. Mấy cô thích liền. Quá à. Đấy. Cho em hỏi là hai người ở hai cái độ tuổi, dĩ nhiên nó có sự chênh lệch như vậy, thì cái người đàn ông trẻ tuổi này gây đến cho chị cái phiền phức gì? Trong cái thời gian đầu khi mà hai đứa mới quen nhau đó, là không biết cái vía chị có nặng hay không đó em. Tự nhiên mới đang quen ổng chừng mấy tháng, cái ông bị mất việc, bị đuổi việc luôn á. Cái ông đi về nhà ổng buồn, ổng thê thảm vậy đó. Cái này mình lại nói chứ, cái cánh cửa này đóng thì có cái cánh cửa khác nó mở. Thì thôi tạm thời
anh tiền thất nghiệp đi. Sau cái một năm mà anh hết lãnh cái tiền thất nghiệp mà anh cũng không có việc làm mà kiếm tiền nữa đó, thì mình phải chia tay. Đúng rồi. Bởi vì em, vì tương lai em, của mình là em, chứ. Em đã có một đứa con mà em thấy nặng gánh rồi, em cũng không thể nào lo cho anh được. Mà may quá cũng được chừng đâu 3-4 tháng cái ổng có việc làm. Roland có bao giờ cảm thấy áp lực và cảm thấy tủi thân khi cái thu nhập của mình lại thấp hơn bạn gái của mình khi mình quen một cái người ca sĩ quá nổi tiếng như vậy không? Oh, many times I rất là nhiều lần. As a, you know, as a man, as là một người đàn ông. Definitely you naturally feel that because you always want to give much to. Đúng rồi. Khi nào tôi cũng muốn có hơn, nhiều hơn để tôi cho cái, cho người phụ nữ của tôi. Once in a while, but at the same time too, she doesn't make me feel that way as well. Cái điều gì giúp cho bạn tin là mình có thể giữ được người phụ nữ này, trong khi đó người phụ nữ này đã có rất nhiều mối tình đổ vỡ trước đó? As of right now, it's where we are able to connect with what we do, you know, and our passion wise, we love music. We love to eat. We have a lot of connections, and also throughout the years we built the trust between us. Bạn có nghĩ là bạn có đủ bản lĩnh để cô dựa vào nếu như một ngày nào đó Thanh Hà không đi hát không? Yeah, I will still love her. Because that's of course one of the things that I fell in love with was definitely the singing, but at the same time, like I said earlier, she has a great heart, she has a great personality. She's definitely down to earth. She's one of a kind that I've ever met. So. Thế còn riêng chị, có bao giờ mình mất tự tin khi ra ngoài đường người ta nói là mình cặp kè với một phi công quá trẻ như vậy? Đó là thời gian đầu thôi. Đi ra ngoài đường á, Roland đứng gần đây là nắm tay là mình thấy ngại lắm. Mặc dầu cái vẻ ngoài của mình rất là ngoại quốc nhưng mà mình cũng rất là Việt Nam. Mãi đến về sau, con gái của mình là người nói: "Mom, đây là cuộc đời của má, đây là cuộc sống của má, má hãy vui đi. Tại sao phải sợ, phải sao phải ngại nữa? Con chấp nhận mà. Tại sao má phải sợ?" Con gái của Thanh Hà là người nói như vậy. Chị mới nói là: "Tốt hơn bố của con nữa hả?" Bella nói: "Đây, mỗi một người có một kiểu khác nhau. Ba con vẫn là nhất, nhưng mà hiện bây giờ chú Roland là của má." Dễ sợ không? Yêu con gái mà phải nói là thần tượng. Isabella ở cái điểm này. Có nghĩa là bé nó vẫn thường thường bố nó, nhưng mà riêng của má thì chú Roland sẽ là tốt nhất. Cái ngày mà cháu ra trường, cháu viết một cái lời đọc ở trên bục đó, cháu viết rõ ràng là ba trang, một trang cho bố, một trang cho uncle là Roland. Chú Roland, và một trang cho mẹ, và ba cái cảm xúc khác nhau. Cái điều kinh hoàng nhất là cháu gửi hết ba cái trang đó, chụp hình gửi cho bố, mà bố nó nói một câu: "Anh không ngờ con của anh nó trưởng thành sớm như vậy, nó rất là sâu sắc. Xin cảm ơn con đã chấp nhận mẹ và chú luôn lên." Thật sự là rất là thú vị với những cái câu chuyện như vậy. Chị rất là may mắn khi mà chị gặp phải một người đàn ông đủ tốt để chị dựa vào, và một đứa con đủ trưởng thành để nó hiểu được những gì mình đang làm và thông cảm cho mẹ của nó. Nhưng nói thật cái điều này nhé, có bao giờ dù chỉ là trong phút chốc chị cảm thấy là mình đang lãng phí và mình đang cướp mất một cái khoảng trời đáng lẽ phải được vẫy vùng của một người đàn ông quá trẻ tuổi hay không? Vì như vậy đó mà chị đã yêu Roland khác với lại hai người chồng trước. Chị không trói buộc, không bao giờ lục điện thoại, không hỏi anh đã đi đâu và đã làm gì, và cho Roland một cái sự tự do gần như là tuyệt đối. Và tin hoàn toàn. Hai người có tin vào hôn nhân? No, I don't. Honestly, I really don't believe in marriage. It's because marriage to me was just more of just legal, you know, legal stuff. I think it's just between the love between the two persons that's most really important. Thưa quý vị, rõ ràng là với một cái người phụ nữ đã từng hai lần ly dị, đôi khi nó là một cái dấu vết mà người ta muốn xóa nó đi trong cuộc đời.
nghĩ đến một cái chuyện hôn nhân lần thứ ba thì đúng là một cái sự khó khăn chị nhờ? Thôi đừng, đừng nghĩ tới nữa. Chị hay đọc tiểu thuyết, xem phim thì người ta nói ô anh yêu em quá, anh có thể lấy mặt trăng mặt trời xuống cho em không? Roland không thể nào làm điều đó được. Nhưng Thanh Hà đã biết và chắc chắn một điều, Roland có 10 đồng là cho hết Thanh Hà 10 đồng làm tất cả bất cứ điều gì mà Thanh Hà muốn. Thanks babe. Có bao giờ nghĩ là, thực ra em với chị cũng quan điểm giống nhau, tại ngày xưa em cũng không có tin vào hôn nhân. Tại vì em nghĩ rằng vậy nè, trong cuộc sống này yêu nhau được ngày nào hay ngày đó, mình không biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì. Tại vì lấy nhau rồi chia tay nó cũng vậy thôi à, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà đối với một số người, cái điều đó nó lại có rất là thiêng liêng và rất là đẹp. Tin chị đi, chị không tin vào hôn nhân cho cá nhân của chị thôi, nhưng chị vẫn tin vào hôn nhân. Vâng. Cho cái thế giới đúng này. Và nhất là đối với chị đang có một đứa con nữa, chị cũng muốn cho cháu nó hiểu là hôn nhân cũng rất là đẹp. Không phải mình thất bại là tất cả mọi người thất bại đâu. Mình thất bại là tại vì mình dở. Không sao chị ạ, một ngày nào đó chị còn nói được câu này, ít ra là mình có ý thức để mình thay đổi, đúng không? Và bây giờ thế này, cho nhau một cái giây phút thật đẹp trên sân khấu này, tại sao ánh hào quang, hai người cùng song ca một bài chính thức chứ nhỉ? Make it do it. Okay, ladies and gentlemen, Roland and Thanh Hà. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, I don't want to do it again. Actually, I want to take this opportunity. I want to take this opportunity to ask you. We've been together for about 10 years already. Oh my God, Roland, and don't do this. No, oh, you scare me. Am I? Em phải cười Roland đi, được không ạ? Mà không có cho cái nhẫn ngọc xoàng để cho cái kẹo lifesaver. You said, you know, the thing is that I'm not yet filthy rich, but I'm definitely rich with love that I will surrender to you though. Thank you. Quý vị biết tại sao mà nó có cái lifesaver này? Tại hồi xưa lúc mới gặp nhau đó, nói thật là đi chơi chung á, khi nào mà những cái gì mà nhỏ nhỏ như là mua vé đi cine hay là ăn phở thì Thanh Hà để Roland trả tiền, những cái gì mà mình cảm thấy là
tốn kém nhiều thì mình Thanh Hà hay dành lắm. Thì có một lần Roland có biết một câu chuyện là hồi xưa cái người chồng đầu tiên của Hà đó tặng cho Thanh Hà một cái nhẫn trăm carat. Thì Roland nói chơi là một ngày nào đó nếu mà tôi lấy cô là tôi không có nhẫn một xoàng đâu. Ở trong xe của Roland có một cái kẹo Lifesaver. Ông giỡn ông mới đưa ra, tôi chỉ có Lifesaver thôi. Nó nhìn cũng giống cái nhẫn mà nó ngọt mà nó là Lifesaver. Giống như là một cái năng lượng để cứu giúp cho cuộc sống mình trở lại. Cuộc sống mình trở lại vậy đó. Tôi chỉ có cái này thôi, vậy mà 10 năm sau ông cho cái này thiệt. Bởi vậy thưa quý vị, đừng đùa giỡn với tình yêu. Với tình yêu là trên đời này thì cái gì cũng có thể xảy ra. Rất là cảm ơn Roland đã ở sân khấu của Sao Ánh Hào Quang, làm một cái điều rất là thiêng liêng của một người đàn ông có thể làm cho một người phụ nữ, đó là cầu hôn. Một tràng pháo tay nữa cho tình yêu này. Mặc dù là tôi không biết là họ có thể nắm tay nhau đi trên một cái chặng đường dài bao nhiêu lâu, tôi thì chưa có niềm tin vào bà chị tôi. Tại vì bả dày dặn sương gió quá hai lần rồi thưa quý vị. Nhưng mà tôi tin vào cái anh này, tôi tin vào cái sự chân thành của một người đàn ông. Tại vì từ xưa đến giờ không có người đàn ông nào mà lại đi níu kéo cái người phụ nữ nói rằng là tôi muốn chia tay với anh. Anh bảo rằng cái lời chia tay em nói nó cũng ngọt ngào như em. Chưa bao giờ tôi nghe điều đó. Tại vì Thanh Hà không bao giờ có một cái gia đình đàng hoàng hết. Làm sao mà có thể tạo cho mình một cái gia đình đàng hoàng được. Believe. Tại vì trong cuộc sống nó có những cái nếu mình tin vào nó thì nó sẽ xảy ra. Hãy cố gắng tin thêm một lần nữa chị nhé. Okay. Chúc chị hạnh phúc. Ra không có gì là không thể. Mình thử nhé. Mẹ chị sẽ có điều muốn nói với chị. Không. Xin mời cô Mười. Tôi là Trấn Thành. Quý vị đang trở lại với Sao Ánh Hào Quang. Quý vị, chúng ta vừa trải qua một cái phút giây khá là lãng mạn và tôi dùng từ thiêng liêng cho nó thì đúng hơn. Một người đàn ông cầu hôn người phụ nữ mà mình đã yêu 10 năm trên cái sân khấu này thì quả thật là một cái điều hiếm hoi. Nhất là với một cái người rụt rè như cái ông Roland này, tôi cũng không biết là tại sao ông ta lại dám làm cái chuyện đó. Chị có cảm thấy áp lực khi sống với một cái người đàn ông mà chiêu trò luôn luôn sẵn trong người như vậy không? Mà im lặng tự nhiên cái hèn gì, sao đi về tới đây? Mà chị bảo, ủa, anh không phải sắp làm show cho Hồng Ngọc mà. Không, tại vì em làm chương trình Sau Ánh Hào Quang mà anh muốn đi để ủng hộ tinh thần cho em. Trời ơi. Vậy thôi đó. Là giấu giếm tới giờ phút này đúng không? Hồi nãy chị hết hồn luôn đó em. Làm sao chị biết được. Sẽ còn điều thú vị nữa chị à. Bây giờ cho em hỏi trước là chị thấy cuộc sống chị hiện nay thế nào? Việc làm chị rất là tốt. Chị có một đứa con gái rất là ngoan. I love you con. Mẹ rất là tự hào về con. Và một người yêu rất là hiền lành. Nhưng mà chị đang có một cái vòng tròn. Mà cái vòng tròn này nó không có tròn. Vì sao? Cái vòng này nó méo mà nó không bao giờ khít lại. Cha mẹ mình là những người như thế nào? Chị thực sự là không có một ký ức và dữ liệu chính xác về bố mẹ hay sao? Chị có nhiều mẹ lắm, tôi có 3 người mẹ luôn. Và họ có nói cho chị biết về mẹ ruột của mình không? Mười mấy tuổi thì chị được biết là mẹ mà bao nhiêu năm trước đó thì chị gọi bằng gì? Có nghĩa là cái người mẹ ruột của chị mà chị không biết đó là mẹ ruột mà chị vẫn gọi người đó bằng gì? Trong suốt thời gian bao nhiêu năm? Mười mấy năm, theo như gì mà nuôi chị đó là chị của mẹ nói là mẹ ruột và dì là đã giao kèo với nhau. Là chị có biết lý do của cái cuộc giao kèo đó là gì không?
ông chú của chị thì bây giờ đã qua đời nhiều năm rồi. Còn dì của chị thì nói lại là hồi xưa lúc mà mẹ chị còn trẻ đã từng yêu bố chị và đã sanh chị ra, mà bà ngoại thì không chấp nhận, và đợi trong lúc mẹ chị không có ở nhà thì ông chú gọi dì của chị đến ẵm chị đi ra khỏi nhà và đem đi luôn, để đem về nhà nuôi. Đó là theo lời của người nuôi chị mấy chục năm nay kể. Cái cuộc gặp gỡ chị với mẹ chị là như thế nào? Trước khi chị rời Việt Nam để đi định cư ở Mỹ thì có đến nhà một người dì, mang cái gì mà từ xưa tới nay mình vẫn gọi là dì đi ra và nói đây là má của chị, như trời đánh vậy em. Chị có rất là nhiều cái chuyện tại sao. Thì bà chị nói là vì hoàn cảnh, nhưng mà không giải thích nữa em. Chị đi về nhưng mà chị không bao giờ nói với cho dì chị biết, bởi vì rất là sợ, rất là thương dì, sợ là nếu mình nói là dì sẽ buồn. Rồi mang cái điều đó sang tới Hoa Kỳ. Cái người mà chị đi chung ở Hoa Kỳ là ai? Là dì ruột, là người đã nuôi chị từ lúc 2 tháng rưỡi còn nằm ở trong nôi. Mà vẫn không phải là mẹ. Mẹ ruột thì chị thì không có cái quyền đi theo được, là bởi vì trên cái giấy tờ thực tế là thì là không phải. Không phải. Có bao giờ chị oán trách bà không? Có, rất nhiều lần. Vì lý do? Tại vì chị không có ngày tháng năm sinh, chị không có giờ, chị không. Nó làm cho chị bực mình nhất là tại sao, nếu mà nói là mẹ chị lớn lên yêu một người lính Mỹ đi, thì chị phải là người mà mẹ chị phải nhớ nhất và nhớ kỹ nhất, bởi vì là người đầu tiên mà vì bố của chị, mẹ chị sanh ra chị mà. Phải nhớ, phải biết là ngày nào và giờ nào. Nhưng mà bây giờ chị lớn hơn thì chị hiểu một điều là mình đừng có bắt ai suy nghĩ giống mình, và cũng không ai có thể có chi tiết như mình. Có phải là từ khi chị có Bella không? Đúng, Bella cũng thay đổi chị rất nhiều. Chị rộng rãi hơn trong cái cách suy nghĩ và ít bắt lỗi mẹ ruột của chị hơn. Mà nói thật là con chị bây giờ năm nay là 18 tuổi, thì lúc Bella được 9 tháng, Bella có gặp mẹ ruột của chị một lần, mà Bella thì không nhớ đâu. Chị cũng có gặp một lần nhưng mà không có nói nhiều hơn được vài câu là cũng bỏ đi vậy em. Người này chưa bao giờ biết thương chị. Đó là do chị nghĩ hay sự thật đó là như vậy? Bởi vì nếu mà thương chị thì cử chị hoặc hành động hoặc cái cách nói nó phải như thế nào chứ. Gặp chị mà chị hỏi là ủa tại sao hồi đó má bỏ con, câu trả lời của bà là trời ơi, thì má cũng có hoàn cảnh, mà bây giờ con lớn còn đủ lông đủ cánh rồi, muốn nói sao cũng được, con đâu có hiểu cho hoàn cảnh của má đâu. Làm sao mà chị hiểu được em, chị đâu có hiểu. Thưa quý vị, tôi có đây có một cái dữ liệu. Đây là hình ảnh của bé Bella, rất là xinh đẹp. Đây là bức ảnh mà bé đi chơi Disneyland với mẹ. Và đây là hình ảnh của chị Thanh Hà lúc còn nhỏ. Quý vị xem nhé. Đây là lúc trưởng thành hơn tí. Mình back lại memory tí, mình thấy đây như một cô gái nước ngoài chứ không phải là lai luôn. Đây, trở lại tí nữa như đàn ông luôn, không có tóc. Ai giữ cho chị những bức hình này? Phải cảm ơn là gia đình của má Tuyết, người mà đứng trên một cái tờ giấy khai sanh thì bà chính thức gọi là mẹ của Thanh Hà. Trên giấy tờ thì trên đó cái là giấy mẹ. Tờ đó. Nhưng mà người nuôi Thanh Hà mấy chục năm nay là má Lan. Má Lan. Còn người đẻ ra Thanh Hà đó, Thanh Hà chỉ biết gọi bằng số thôi, là gọi dì Mười thôi, mà không biết tên thật là gì luôn á. Có bao giờ chị nghĩ là sẽ có một ngày chị hiểu được câu chuyện đó và chị nhận lại được tình thương từ cái người đó không? Chị nghĩ nhiều lần lắm em, nhưng mà vô vọng. Cuộc đời của một người nghệ sĩ là trước mặt người ta nhìn thấy có vẻ hào nhoáng như vậy, nhưng chị đã trải qua một cái quá khứ như thế nào? Rõ ràng chị cũng có những cái nỗi đau mà
không phải ai cũng biết được. Đến ngày hôm nay chị mới chia sẻ. Có bao giờ chị thấy cái tính cách, bản năng là do mình không có tình thương nơi mẹ, nên mình phải tự bản năng để mình tự cứu lấy cuộc đời mình. Mình mới sống sót được, mình mới làm tất cả. Thật ra không có gì là không thể. Như chị nói lúc nãy, chị không tin vào hôn nhân. Khi Roland đưa cho chị cái viên kẹo, chị vẫn say yes. Đôi khi mình nói là nói như vậy thôi. Ở bên ngoài chị rất là mạnh mẽ. Đó là cái vỏ bề ngoài chị phải tạo ra để chị chống đối lại với những cái nỗi đau trong lòng của mình. Tin chắc rằng là một ngày nào đó, nếu như có cái chuyện gì đó xảy ra, chị chưa chắc nghĩ được và làm được như chị đã từng nói. Mình thử nhé. Cái người phụ nữ mà chị không biết tên á, thật sự tên thật là Nguyễn Thị Mười. Sao em biết? Thì hôm nay bài có ở đây. Mẹ chị sẽ có điều muốn nói với chị. Sau hơn 20 năm, cuộc gặp gỡ không dễ dàng giữa ca sĩ Thanh Hà và mẹ ruột Nguyễn Thị Mười đã diễn ra. Dù vẫn biết rằng có những khúc mắc không thể tháo gỡ chỉ sau một lần gặp. Người em út, Phan Thị Thu Viên cũng có mặt bên mẹ và chị ruột. Hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ là bước khởi đầu cho hành trình kết nối, và tình yêu thương cùng thời gian sẽ giúp chữa lành những vết thương sâu. Và rất là cảm ơn ba người đã tham gia chương trình ngày hôm nay, tại vì thật sự ra đây là chuyện của gia đình, đây là chuyện riêng, nên Trấn Thành cũng không tiện hỏi thêm. Con cũng rất là cảm ơn dì Vi nữa, rất là nhiều năm rồi. Xin cảm ơn chương trình này đã cho tôi một cái cơ hội gặp lại người dì mà chính thức là người mẹ của tôi. Tôi biết dì tên Mười, mà hôm nay tôi được biết tên là Nguyễn Thị Mười. Chúc cho chị sẽ có được hạnh phúc viên mãn hơn nữa. Như chị nói, một vòng tròn chưa khép kín, nó muốn khép được hay không là do chị. Bây giờ đã khép được rồi. Dạ vâng. Thưa quý vị, không bao giờ là quá muộn. Nếu như chúng ta muốn thay đổi nó, hãy sống tốt nhất có thể. Và đặc biệt là hãy dành tình yêu tuyệt đối cho những người sẽ luôn yêu thương mình. Bởi vì mình biết tình yêu không dễ kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ thứ hai tuần sau trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Gặp đúng người ở đúng thời điểm. Tôi không ràng buộc trách nhiệm với bất kỳ ai, bởi vì như vậy một số người đàn ông coi đó là em mạnh mẽ, em cá tính nên anh chọn bảo vệ một cái người phụ nữ khác. Còn em sẽ chịu được và em sẽ vượt qua. Anh tin em vì điều đó.